chào ban giám khảo và đến với điểm chạy của chi đoàn 26 chúng em. Sau đây em xin tặng ban giám khảo một bài hát. Tiểu chạy của chúng em được làm bằng tre thủ công tỉ mỉ của các bạn. Tiểu chạy của chúng em rất vinh dự khi được mang tên của Nguyễn Tri Phương. Cụ là một mẹ danh thần của Việt Nam thời nhà Nguyễn, là một tổng chỉ huy quân đội triều đình nhà Nguyễn. Chống Pháp xâm lược của các mặt trận Đà Nẵng, Gia Định, Hà Nội. Nguyễn Tri Phương có tên là Nguyễn Văn Trương. Ông sinh năm 1873, xuất hiện trong một gia đình làm ruộng và